Bạn là một người mới và muốn đầu tư vào Bitcoin. Bạn mong muốn có thêm một nguồn thu nhập dễ dàng từ Internet. Bạn là một người năng động, muốn tìm kiếm cho mình một cơ hội kiếm tiền mới. Bạn muốn kiếm hàng triệu đồng mỗi tháng từ Cryptocurrency mà không cần phải bỏ vốn. Làm thế nào để tham gia được ngay thị trường Cryptocurrency? Chào mừng bạn đến với khóa học kiếm hàng ngàn đô từ Crypto mà không cần vốn. Chào bạn, tôi là Lương Thương. Tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư Cryptocurrency, là một trong những thành viên sáng lập cộng đồng đầu tư 40.com. Học viện Cryptocurrency, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn, cung ứng những dịch vụ liên quan đến Cryptocurrency, tiền mã hóa tại thị trường Việt Nam và quốc tế. Tôi mong là trong khóa học này, tôi sẽ mang đến cho bạn những cái điều mà bạn mong đợi. Tôi sẽ chia sẻ cho bạn những cái bí quyết, những cái phương pháp mà tôi đã áp dụng trong thời gian qua để giúp bạn rút ngắn được rất nhiều thời gian, tiền bạc cũng như rủi ro khi tham gia vào thị trường Cryptocurrency đầy tiềm năng này. Kinh doanh thì cần phải có kiến thức. Vậy thì khóa học này sẽ giúp cho bạn được những gì? Bạn chỉ cần biết bật máy tính và di chuột là bạn có thể tham gia vào ngay khóa học này được rồi. Vậy thì bạn còn chờ gì nữa? Hãy đăng ký khóa học này ngay hôm nay, ngay lúc này để trở thành đồng đội của tôi trong lĩnh vực này. Tôi rất vui khi được đồng hành cùng với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong khóa học. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.